Chào cả nhà, hôm nay có dòng lê Hàn Quốc mới về, cây bonsai đang trái, rất là đẹp. Mình chia sẻ video cho mọi người cùng coi ha. Thì lê Hàn Quốc này á, rất là nhiều nhà vườn đã trồng trải nghiệm và thấy có trái tốt ở Việt Nam mình ha. Thì cây nhập về là cái gốc bonsai nha cả nhà. Cây cao khoảng nửa mét và đang có trái. Những cây này gốc nó tương đối là to, thế thì rất là đẹp, rất phù hợp cho chúng ta có thể trồng vừa làm bonsai cây cảnh, vừa có trái ngọt cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì có ai đã thưởng thức cái dòng lê này cũng biết là trái ăn rất là ngọt, mọng nước, và đặc biệt cái màu trái thì vàng ươm rất là đẹp. Hàng mới về nha cả nhà, mới về cập bến, cây còn chưa kịp tỉnh đây nè. Đó, nếu ai nhanh tay liên hệ thì mình sẽ chọn cho những cái cây gốc bonsai thấy đẹp nha. Cây về Đại Hải về chứ cũng có cây 10 điểm, có cây 7 điểm. Rồi, bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp.